này em xin mình gửi bà con về cái thứ ba đó là nguồn nước. Thì cái nguồn nước là bà con nuôi ốc là bà con phải sử dụng nước sạch là gì? Thì cái pH là cái chỉ số đặc trưng về axit và cái độ kiềm của nước. Bà con thấy đây là hiện tại bên em đang thay nước bằng phương pháp xả tràn độ limit là super benzene. Khi mà thay nước xong á, bà con tiến hành sát trùng nguồn nước bằng cái vôi và chúng ta sẽ tiến hành là xịt đều lên bể nha bà con. Bà con cứ xịt trực tiếp lên con ốc luôn. Và ngày hôm sau thì bà con quan sát cái bể. Như bà con thấy bên dưới là nếu mà con ốc nó có hiện tượng là bò lên thành bể hoặc là bò lên bèo, coi như là cái nó bò lên khỏi mặt nước đó, là có nghĩa là cái nguồn nước nó có vấn đề. Có thể là cái lượng nước mưa nó quá nhiều và khi mưa nó mang theo lá cây nó đọng lại. A todos los palomos, dice que tienen millo, pero no tienen nada. Tengo Gucci, Prada, Balenciaga, todo lo que tú quieras ver. Palomo, alerta. Porque tengo los millones, chones, 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 chones. Porque tengo los millones, chones, 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 chones. Porque tengo los millones, tengo los millones, tengo los millones, tengo los millones. Porque tengo los millones, tengo los millones, tengo los millones. Porque tengo los che 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 che. Porque tengo los che 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 che. Nada no me hace feliz, para ti falta yo juego con mi lamo y se mil en tu la banca. Egocéntrico como el panamar. Xin chào bà con, chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của trang trại tóc của Đình Tháp. Thì hôm nay em xin tiếp tục gửi đến bà con về kỹ thuật chăm sóc tóc giống con khi mới lên giống về. Ở tập trước thì em có gửi đến bà con về hai bước, đó là kỹ thuật thả giống và thức ăn. Thì nếu bà con nào mà muốn tham khảo lại thì có thể tham khảo vào phía trên. Ở tập này em xin gửi bà con về cái thứ ba, đó là nguồn nước. Thì cái nguồn nước là bà con nuôi ốc là bà con phải sử dụng nước sạch. Nguồn nước sạch ở đây có nghĩa là không phải là nước trong mà là nó là nước không bị nhiễm các loại thuốc hóa học, phèn, mặn, quả axit. Và axit được gọi là nước mưa đó. Và cái độ pH là nó sẽ lớn hơn 6.5 và nhỏ hơn 8. Như thế thì nó sẽ thích hợp cho con ốc phát triển. Thì ở trong cái nguồn nước em xin gửi đến bà con 4 cái nội dung như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái độ pH trong chăn nuôi thủy sản cũng như nuôi ốc. Thứ hai là bên em sẽ gửi đến bà con về cái cách thức để chúng ta thay nước một cái bể. Thứ ba là em sẽ hướng dẫn bà con sử dụng cái vôi super canxi hoặc là cái vôi dolimit để sát trùng nguồn nước. Và thứ tư là em xin gửi đến bà con về một số cái lưu ý về cái nguồn nước khi bà con nuôi con ốc trong cái mùa mưa sắp đến. Thì ở đây em sẽ tiến hành đo cái nguồn nước, đo cái pH trong cái nguồn nước mà chuẩn bị bên em đang nuôi. Thì hôm qua là có một cái trận mưa cũng không lớn cho mấy, thì bên em cũng đã tiến hành thay 50% nước rồi. Thì bây giờ sẽ tiến hành đo lại cái pH. Đây là cái bút pH nha bà con. Cái bút này thuộc dạng xịn đó, nó 800 mấy chục ngàn, thì mua trên mạng thôi. Đấy, như bà con thấy thì hiện tại là pH trong nước là nó tầm khoảng 6.5, nên nó vẫn còn giảm tiếp. Nhiệt độ là 31 độ. Thì cái bút này là nó có chức năng hiện cái nhiệt độ của nguồn nước luôn. Và cái bút như thế này thì cái độ chính xác nó rất là cao. Nó cao hơn cái bút chúng ta mua trong mấy chục ngàn đó. Cái bút màu vàng đó thì nói chung là tiền nào của nấy thôi. Cái bút kia thì nó đo được tầm khoảng độ chính xác khoảng 70% thôi. Rồi pH này là tầm ở 6.4 thì nó xuống dưới cái mức cho phép rồi. Nó phải 6.5, nằm ở mức trung tính 7 thì phát triển cao hơn. Thì em chia sẻ với bà con về cái độ pH. Cái độ pH là gì? Thì cái pH là cái chỉ số đặc trưng về axit và cái độ kiềm của nước. pH mà thấp thì nước nó chứa nhiều axit và cao thì nó sẽ độ kiềm.
và pH bằng 7 thì nằm ở mức trung tính. pH trong môi trường nhân tố thì nó có ảnh hưởng rất lớn trực tiếp đến cái sự sinh trưởng và phát triển của cái vật nuôi, như là tỷ lệ sống, sinh sản, dinh dưỡng. Thì cái pH mà thích hợp cho sinh vật nó phát triển đó là cái sinh vật phát triển là từ 6.5 đến 9. Thì chúng ta nuôi ốc thì nó sẽ nằm trong khoảng từ 6.5 đến 8. Mà khi mà pH môi trường quá cao, quá thấp á, thì nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển của sinh vật. pH thì nếu mà quá thấp hoặc quá cao cũng không được, thì chúng ta sẽ có cách thức để chúng ta sẽ tăng pH hoặc là giảm pH để đưa nó về cái mức trung tính. Thì pH mà nhỏ hơn 7 á, là do cái nguồn nước chúng ta bị xì phè vì nước mưa, hoặc là các cái sự phân hủy cặn bã của thức ăn hoặc lá cây. Thì ammoniac có nghĩa là cái phân của vật nuôi đó, nó phân hủy thức ăn thừa, nó làm cái cho pH nó giảm. Thì để tăng pH á, là bà con có thể sử dụng cái vôi super canxi hoặc là cái dolimit chúng ta bón vào để làm tăng cái pH. Là bà con không nên sử dụng cái vôi đá nó làm cái pH nó tăng rất là mạnh, sẽ có hại cho vật nuôi. Nếu mà con sử dụng cái vôi đá thì bà con chú ý là sử dụng với cái độ thấp thôi. Nói chung là nó mạnh cái vôi mà cục đó, vôi mà mua tiền vật tư đó. Thì mà con mua super canxi có mà mua mấy vật tư vôi đá đó. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu tới cái cách mà để giảm pH. Thì có cái nhiều cách, thì em chia sẻ với bà con cái cách mà gọi là thực tế và gần gũi với bà con nhất, đó là bà con sử dụng lá bàng. Cái lá bàng bà con để vào bể, cái lá bàng khô là bà con rửa sạch để thả vào bể, thì cái lá bàng có một cái lượng axit sẽ làm cho pH giảm từ 1 đến 2 độ. Thì hiện tại là cái nước trong cái cốc này là có pH là 6.5, thì em sẽ tiến hành pha một ít vôi vào để đo lại pH coi xem cái vôi nó sẽ làm cho pH nó tăng lên được khoảng bao nhiêu. Chúng ta sẽ ở đây nước rất là ít, em chỉ để một tí thôi, chỉ cần một tí vôi thôi. Thì để vô là vôi nó sẽ làm tăng pH thôi, nó sẽ tăng từ 1 đến 2 độ trở lại trong cái nguồn nước của mình. Và em sẽ cắm một gốc vô. Đó, bà con thấy là cái số trên cái bút nó đang tăng, nó đang tăng dần. Thì vôi nó bắt đầu tan nha bà con. Ở đây nó chưa ổn định, để em sẽ đợi cho nó tầm khoảng 30 phút sau cho vôi nó tan hết, để xem coi cái lượng pH chúng ta sẽ đo lại một nữa, để xem cái lượng pH nó nằm ở khoảng bao nhiêu. Rồi, thì bây giờ em xin qua cái bước thứ hai, đó là cái cách thức để thay nước trong cái bể. Thì cái nguồn nước mà bà con thay đó là bà con sử dụng cái nước sạch, đó là không nhiễm hóa học, không nhiễm phèn, mặn và axit. Thì một tuần bà con có thể thay một lần, hoặc là chúng ta có thể lâu hơn, là tùy vào cái thực tế, cái nguồn nước thực tế á, nó có bị hôi hay bị thối gì không, thì vào thức ăn của bà con cho ăn nữa. Thì nuôi ốc là chúng ta không nhất thiết là phải thay nước thường xuyên. Bà con với cái cặn đáy á, bà con cứ để nó nằm ở dưới, nó sẽ lắng xuống và làm cái nguồn dinh dưỡng cho cái thủy sinh. Thì khi mà thay nước là bà con thay từ 20-50% cái lượng nước có trong bể và bằng phương pháp xả tràn. Thì bà con làm bể là bà con phải có cái hệ thống xả tràn, nghĩa là cái mực nước nó lên tới cái tầm khoảng bao nhiêu là nó sẽ tràn ra ngoài. Bà con sẽ thay nước bằng phương pháp xả tràn vì mùa mưa cũng sắp đến rồi. Nếu mà bà con không có xả tràn thì nó nước nó nhiều quá, nó sẽ làm tràn cái bể và tràn ốc ra ngoài luôn. Khi mà thay nước là bà con không được thay quá 80% cái nguồn nước có trong bể. Tại vì nếu bà con thay 100% lượng nước thì nó sẽ làm cho con ốc nó bị sốc. Mà khi mà con ốc nó sốc nước thì nó sẽ bắt đầu bò đi, nó sẽ bò lên thành bể, hoặc là nó sẽ bắt đầu hao. Nên bà con chú ý. Bà con thấy đây là hiện tại bên em đang thay nước bằng phương pháp xả tràn. Nguồn nước nó sẽ được đưa vào cái đầu đằng kia, đằng kia nha bà con. Và sẽ được xả tràn vào cái ống xả tràn đây, cái ống tràn này, nó đang tràn ra đây. Nước thì chúng ta sẽ thay một cách nhẹ thôi,
và đừng không nên làm động cái khoang lên, làm động khoang này cứ làm cái lục cái bể. Ở đây bên em thay bằng một cái máy bơm cá cảnh thôi. Cái máy này có công suất là 20W, nó bơm khá là nhẹ nhàng. Thì em sẽ tiến hành đo thử cái pH của cái nguồn nước mà chúng ta thay cho bọn xem. Cái nguồn nước mà chúng ta thay là chúng ta phải kiểm tra xem coi nó có cái độ pH nó có ổn định hay không. Nói chung là cái nguồn nước chúng ta thay chúng ta phải đảm bảo là có áp suất được. Chúng ta thay mà cái nguồn nước nó nhiễm hóa học hay là những phèn gì đó là chúng ta sẽ không sống được. Thì em sẽ đo cái pH cho bạn. Đây là cái pH của cái nguồn nước mà bên em thay vào bể đây. Nó nằm ở mức 7 chấm trung tính nha bạn. Đây, nước này là con ốc phát triển rất là tốt. Thì cái nguồn nước này là bên em lấy ở phía cái ao sen và anh em đang nuôi ốc của mẹ ở phía dưới. Ao sen thì nó lọc nước cũng rất là tốt. Ở đây là ốc nó đang leo vào cây đại tượng nha bạn. Ốc này từ khi em xuống giống là được hơn 21 ngày. Lúc trước thì em xuống giống khá là nhiều mẫu, từ 1 cho đến 7 tuần để cho bà con quan sát được. Hai cái bể này thì em đặt ở trong tháp 10 ở đường lần 2 để nó thuận tiện cho bà con tới tham quan luôn, nằm ở mặt lộ. Đây, lớn có, nhỏ có, khá là nhiều, đầy đủ hết nhau không? Thì bên em sẽ tiến hành nuôi cái bể này cho tới lúc sinh sản luôn. Ở đây con ốc nó sẽ ăn các cái loại thức ăn từ cây tai tượng, lá nó héo xuống đó, rồi bung súng. Con ốc rất thích bung súng nha bà con. Nếu mà một cái bể mà bà con trồng bung súng xuống thì ốc nó sẽ bung về đấy. Một cái ao mà có bung súng ngoài thì hoặc cái bung súng kia mà không thấy ốc thì có nghĩa là ao đó không có ốc. Nếu mà muốn tìm ốc thì cứ lại cái bộ bung súng mà dạch ra. Nó bu nhiều lắm, nó ăn lá bông súng và bông của cái bông súng nó héo xuống nó ăn luôn. Thì đây bà con thấy đây là cái cốc hồi nãy em để vô đó, hiện tại giờ pH nó lên được 7.6 rồi, còn thấy không, sau nửa tiếng thì pH đó từ 6.4 nó lên được 7.6, như vậy là ổn định rồi. Nhưng mà voi đã có tác dụng là tăng pH. Tại là bên em đã thay nước xong là cho vô chạy cũng tầm gần một tiếng rồi, nó đã nước đã xả ra tràn ra tầm chung là cũng 50% rồi đó, nên em đã dừng lại. Thì em sẽ qua cái bước thứ ba, đó là hướng dẫn bà con sử dụng cái voi super canxi và voi dolimit để sát trùng cái nguồn nước. Thì đây là voi dolimit và super canxi. Khi mà thay nước xong á, bà con tiến hành sát trùng nguồn nước bằng cái voi. Là bà con chú ý là chúng ta sử dụng với cái liều lượng đúng, chúng ta không được dùng quá liều. Nếu dùng quá liều thì con ốc nó sẽ sốc nguồn nước và nó bắt đầu bò lên. Thì bà con sử dụng cái voi này với liều lượng là một cái muỗng cà phê cho 2 lít nước. Cái bể ở đây của em là hiện tại là 6 mét vuông thì em sẽ xịt từ 1 lít đến 2 lít nước. Và công dụng của cái voi này đó là sát trùng nguồn nước, tạo vỏ cho con ốc, ngăn ngừa con ốc bị mòn đít. Và có một số cái công dụng khác đó về cái con ốc trong cái giai đoạn gọi là giai đoạn sinh sản. Thì khi nào mà tới cái bể này tới giai đoạn sinh sản thì em sẽ sử dụng voi này và hướng dẫn tiếp bà con về công dụng của nó và cách sử dụng để cho bổ sung cái voi cho con ốc nó vào giai đoạn sinh sản. Đây là voi super canxi nha bà con, canxi miệng luôn. Nó không phải voi đá mình đâu, nó sai nhuyễn qua rồi. Còn đây là cái bình 2 lít nè, bình này 45 nha, bán rất nhiều ngoài chợ. Bà con có thể mua bình to hơn.
thì sẽ sử dụng một cái muỗng cà phê, đây một muỗng đầy luôn nha bà con. Chúng ta sẽ để vào và khuấy đều lên. Bà con nhớ là khuấy lên cho nó tan ra, còn để mà vô mà không khuấy hoặc lắc lên nó lâu tan lắm. Chúng ta sẽ khuấy đặc biệt lên cho nó tan ra. Và chúng ta sẽ tiến hành là xịt đều lên bể nha bà con. Bà con cứ xịt trực tiếp lên con ốc luôn. Có nhiều bạn là sợ không xịt trực tiếp, như chúng ta cứ xịt trực tiếp con ốc nó cái liều lượng bo này không nhiều, giúp nó giúp bổ sung luôn cái chất khoáng cho con ốc luôn. Rồi con ốc nó vào giai đoạn sinh sản nó còn cần vôi để tạo trứng mà bà con, nên bà con đừng có sợ là cho nên cũng như thế con ốc, nhưng mà phải đi sử dụng đúng liều lượng, nhiều quá cũng không được. Giống như chúng ta mà thuốc bác sĩ cho chúng ta 3 liều, chúng ta sử dụng trong 3 ngày mà con cơm lại uống 1 ngày thì nó sẽ trào bọt mép thôi, nhưng mà con chú ý. Thì em đã tiến hành xịt xong cái vôi nha bà con. Em sẽ tiếp tục gửi đến bà con cái bước thứ tư, đó là về một số lưu ý khi mà chúng ta nuôi ốc trong cái bể bạc qua mùa mưa. Thì khi vào mùa mưa thì đối với những cơn mưa đầu mùa, cái lượng nước mưa nó sẽ mang theo khá là nhiều cái axit có trong mưa. Vì vậy khi mà trời mưa xong là tầm khoảng 1 đến 2 giờ sau, bà con sẽ tiến hành thay từ 20 đến 50% nước bằng cách xả chải. Và chúng ta sẽ tiến hành xịt vôi. Bà con cứ xịt vôi với cái liều lượng mà giống như chúng ta thay nước bình thường thôi. Và ngày hôm sau thì bà con quan sát cái bể. Như bà con thấy bên dưới là nếu mà con ốc nó có hiện tượng là bò lên thành bể hoặc là bò lên bèo, coi như là cái nó bò lên khỏi mặt nước rồi, là có nghĩa là cái nguồn nước nó có vấn đề, có thể là cái lượng nước mưa nó quá nhiều, và khi mưa nó mang theo lá cây nó đọng lại ở phía dưới, nó làm cho pH nó giảm, chuột giảm quá mức cho phép thì con ốc nó sẽ không sống được, nó bắt đầu nó bò lên khỏi mặt nước, và khi mà chúng ta không xử lý thì nó sẽ bắt đầu hao. Vì vậy khi mà có hiện tượng ốc bò lên, bà con tiến hành thay 80% nước trong bể. Và sau khi thay thì bà con sẽ sử dụng cái nguồn nước mà có trong bể đó, còn sử dụng chính nguồn nước đó đưa vào bình xịt, chúng ta sẽ xịt lên con ốc. Mục đích là chúng ta sẽ xịt lên để cho con ốc nó cảm thấy cái nguồn nước mà nó ở dưới bể là sống được. Thì bà con có thể xịt cho nó rớt xuống luôn. Bà con xịt thì mà xịt lần đầu tiên thì nó sẽ tiếp tục bò lên. Bà con xịt từ 4 đến 5 giờ sau thì con ốc nó sẽ bắt đầu ổn định lại và không bò lên nữa. Thì khi vào mùa mưa, thì bà con biết là cái mùa mưa nó mưa rất là thường xuyên, thì bà con, cái bể bà con cần phải có một cái hệ thống gọi là hệ thống thoát nước mưa, hệ thống chống tràn đó. Thì bà con khi mà cái hệ thống đó nó mưa khá nhiều thì nó sẽ, nước mưa sẽ theo hệ thống nó hót ra. Và khi vào mùa mưa thì mưa thường xuyên, ngày nào cũng mưa thì cái lượng axit trong nước mưa nó giảm dần, và con ốc nó cũng sẽ quen với cái lượng nước mưa đó, nên bà con không cần phải thay nước. Nếu mà mưa mà thay nước thì vào mùa mưa chắc ngày nào cũng phải thay, và bà con không cần thay nước mà chúng ta chỉ cần xịt vôi. Chúng ta xịt vôi để ổn định cái nguồn nước, như là quan sát cái bể xem coi con ốc nó có hiện tượng bò lên bể hay không. Thì nếu mà có bò lên bể thì chúng ta cũng phải thay nước và xịt nước cho nó suốt. Nếu mà bà con không có làm cho con ốc nó quay lại bể thì nó bò lên, thì nhiều khi nó sẽ khô và nó hao luôn. Thì em cũng đã trình bày xong về vấn đề nguồn nước trong cái bể nuôi. Đây là ốc giống nha bà con. Ốc giống này hiện tại thì hàng tuần bên em xuất từ 100 đến 150 ngàn con. Thì cứ đầu tuần thứ hai thì em sẽ ra cái phiếu đặt hàng cho những người nào đặt hàng, ra phiếu và gửi đến Zalo.
và cứ sau khi chốt được phương thức thanh toán thì bên em sẽ gửi đến bà con cái phiếu giao hàng. Trong phiếu giao hàng thì sẽ có đầy đủ thông tin về số lượng cũng như là những người giao, sẽ liên hệ trực tiếp đến bà con để hẹn thời điểm giao. Thì hiện tại là bên em có hình thức, hai hình thức, đó là một là bà con có thể đến trực tiếp chạy tham quan và lấy giống, thứ hai là bên em sẽ ship xe khách. Ship xe khách nhưng bà con chứ không thể nào mà người đi giao được đâu. Ship xe khách theo có tiếng xe, và bên em làm việc trực tiếp qua cái Zalo của công ty bên em. Bên em là có pháp lý, đăng ký pháp lý đóng thuế đàng hoàng. Thì khi mà bà con đặt giống, bà con có thể lên trang web, trang web opcuden.com, nhưng mà còn bên em có thiết kế một trang web, bà con cứ lên đặt giống, bên em sẽ liên hệ lại qua cái Zalo của trang trại của Đèo Tháp, chốt đơn hàng qua Zalo, giấy tờ nói chung là rõ ràng hết. Nhưng mà con không có làm việc qua điện thoại đâu, nhiều khi làm việc điện thoại thì bé kèo này đó, bên em làm việc bằng giấy tờ và rõ ràng. Ở tập sau thì em sẽ gửi đến bà con về phòng ngừa một số bệnh, cũng như là chúng ta sẽ nuôi một số con vật thủy sản khác trong cái bể nuôi ốc này. Em cũng xin kết thúc cái video ở đây. Thì rất cảm ơn bà con đã theo dõi video. Thì nếu mà bà con nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn nút chuông để có thể cập nhật sớm nhất các video mà bên em gửi đến bà con. Xin chào bà con, hẹn bà con ở các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.